cũng vì tò mò chưa biết thì, tập chỉ đến tầm nó cái gì. Biết thầy Quang Hạn là thầy giáo viên dạy cảm sạc. Thế thì cũng tò mò lên đây để xem thầy dạy cái gì. Thì khi mà thầy nói đến cái chuyện email anh này thì mình thấy là cái vấn đề là nó có cái có sẽ có tác dụng tốt cho cái sức khỏe của mình. Vì là cái đúng cái vùng gan là mình đang bắt đầu trường rất là thì là cảm nhận của nó là đầu tiên là nó sôi ọc, xong đó là nó xẹp dần cái tức cái trướng ấy. Và từ cái lúc ấy trở đi là cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, cơ thể nó rất là nhẹ. Thế và cái khi mà vào cái thời điểm ấy là lúc ấy là thường xuyên là tôi bị ngứa, nó cứ ngứa khắp nơi, nó nổi các cái vết ngứa đỏ, và gần như là ngày nào cũng phải dùng đến một viên thuốc dị ứng, hoặc là hai hôm một lần hoặc là ba hôm một lần. Thế nhưng mà từ khi trường đến bây giờ ấy thì là đến ngày hôm nay thì là trừ khi nào mà ngoài kia nó dị ứng cân hoa nó lớn quá, nó nhiều quá thì mới phải dùng đến một viên. Cái khoảng độ bởi vì trong thường là trong năm là cứ 2-3 tháng. Mùa hè thì ở đây mọi người đều biết là cứ cái tầm này là dị ứng phấn hoa rất nặng. Thế cho nên là trước đây thì tôi phải dùng liên tục, ngày nào thì dùng. Thế nhưng mà đến bây giờ ấy thì là chỉ nhiều thì nó mới phải dùng đến một viên. Chứ còn nếu không thì là cứ trường thế này thì là không có hiện tượng ngứa với cả tiếng nữa. Thì cái việc này thì rất là hữu ích và chính bản thân đã chứng nghiệm được. Còn sức khỏe nó tốt, nó đảm bảo đến mức độ nào thì còn phải tiếp tục để ấy. Chứ bây giờ nói ra thì có lẽ là nó vẫn còn hơi sớm, nhưng mà đã có những chuyển biến rất là tốt cho cơ thể. Và thậm chí là như mọi người ở đây gặp thì đến bây giờ thấy mọi người nói rằng là cái da của nó sáng hơn, trông nó khác hơn so với năm ngoái. Thế thì cũng nhân dịp này cũng xin cảm ơn thầy đã rất là cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả những người huấn luyện viên đã bỏ công bỏ sức và bỏ thời gian rất xa rồi đến đây để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt ở các cái xe này. Xin một lần nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.